Lúc chị xin Milo là rõ ràng là mình chưa có trải nghiệm cái cuộc đời nó nhiều. Cho nên nó là chị lúa lắm luôn á, và rất là non nớt trong cả kiến thức lẫn kinh nghiệm. Con nói nó không nghe, nó phải nhìn thấy. Nhà giống như mình muốn con ơi đọc sách, mà suốt ngày mình chỉ có bấm điện thoại thì nó không đọc sách được đó. Làm gì thì làm, vui mới được nha con. Còn những thứ mà nó làm cho mình tổn thương hoặc đau khổ hoặc gì đó thì ok, con đừng lựa chọn nó. Cái nghề làm cha mẹ nó có cái khắc nghiệt riêng so với những cái nghề khác. Hello, hello, hello. Xin chào đón tất cả các bạn đến với Coaching Cà Phê. Tôi là Trần Tiến Công, nhà sáng lập VCI, Việt Nam Coaching Institute, Học viện Coach Việt Nam. Coaching Cà Phê là gì? Coaching Cà Phê là một talk show, là một cái chương trình để chia sẻ những câu chuyện thành công của những anh chị đang làm doanh nhân, đang làm diễn giả, đang làm coach mà đã ứng dụng coach thành công vào trong hai khía cạnh, trong cuộc sống cũng như trong công việc của các anh chị. Và mục tiêu lớn nhất của Coaching Cà Phê là gì? Đối với Công cũng như là chương trình Coaching Cà Phê thì mục tiêu lớn nhất có 3 mục tiêu. Thứ nhất là để phổ cập coaching để mọi người hiểu đúng về coaching. Và thứ hai là thông qua cái câu chuyện truyền cảm hứng thay đổi cuộc sống và thay đổi cái business của những cái anh chị là người thật việc thật thì truyền cảm hứng cho chúng ta. Và thứ ba là để khuyến khích chúng ta những cái doanh nghiệp để làm thế nào để mình đưa khai vấn vào thành một cái hoạt động của tổ chức. Thì đó là cái mong đợi của Coaching Cà Phê. Và hôm nay trong buổi sáng đẹp trời ngày hôm nay, Công rất là vui, rất là hào hứng khi có cái cơ hội mời được chị Quỳnh Thư, CEO của Apex Multimedia, một người chị mà Công vẫn luôn ngưỡng mộ. Tại sao chị lại có thể đi event, họp hành, pitching và vẫn có được những cái hoạt động với chồng con giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cùng chào đón chị Thư đến với chương trình và xin mời chị Thư gửi những cái lời chào đến với những các bạn đã theo dõi đây. Chào Công, chào các bạn đang theo dõi chương trình Coaching Cà Phê. Thực sự thì chị có hơi hồi hộp một chút vì phải nói là cái trong cái keyword, cái tên chương trình Coaching Cà Phê thì từ cà phê là rất là quen thuộc rồi. Cũng chia sẻ với Công là chị là con nghiện cà phê ha, cho nên là được mời đến một buổi cà phê là mình hào hứng ngay. Nhưng mà cái keyword coaching thì đối với mình không hẳn là đã quá quen thuộc. Và chị nghĩ là cái điều này nó cũng đúng với đại đa số người Việt của chúng ta. Cho nên chị cũng khá là tò mò là Coaching Cà Phê là gì vậy nhỉ? Và cái sự tò mò đó có thể làm cho mình háo hức đến với buổi sáng ngày hôm nay. Rất mong là có cuộc nói chuyện thú vị với con. Cái sự đặc biệt của Coaching Cà Phê là gì? Là cái sự lựa chọn, sự tự chủ. Nó sẽ có 3 phần nhé. Đầu là chị sẽ được chọn cái món cà phê mà mình yêu thích. Sau đó chị sẽ lựa chọn được cái cách pha chế. Đúng không? Để mình thấy là cuộc sống của mình là do mình pha chế, đúng không? Thế giới có thể gửi đến với chúng ta những cái thứ khác nhau. Nên làm nào mình pha chế và thưởng thức cà phê, thì đấy là 3 cái cấu trúc. Chị sẽ thấy một cái menu. Những cà phê ở đây sẽ có 5 cái món. Tượng trưng cho 5 cái món này là 5 cái nước uống và nó là cái 5 đề tài khác nhau. Nó sẽ quyết định những cái câu mà chị em mình sẽ trò chuyện. Rồi. Chị chung thủy lắm, đi vô cà phê chỉ gọi đúng một món này thôi. Cà phê sữa. Dạo này mọi người hay thích cà phê muối với cà phê trứng. Nhưng mà bác sĩ khuyên là giảm bớt muối ở trong người. Rồi. Nó chỉ cho các bạn thấy đó là đề tài gì đây. Ok. Đến đề tài à? Nghề làm cha mẹ hả? Rồi. Hơi nhức đầu nha. Rồi. Để xem cái này nó liên quan gì đến coaching nhá. Tại sao người ta lại gọi là nghề làm cha mẹ? Mặc dù mình đâu có nhận tiền bạc gì đâu từ cái việc này. Chị nghĩ gì về cái điều này? Cái định nghĩa của chị. Ok, cho chị chia sẻ một chút. Cái ngày hôm nay đến với Coaching Cà Phê trong một cái tâm thế là chị chia sẻ những cái gì mà đi qua trong cái cuộc đời của mình, gọi là trải nghiệm đi ha. Và đấy là những cái thứ mà chương trình cần chị, những câu chuyện thực. Những câu chuyện cụ thể. Ok, rồi. Chị confirm lại chút xíu. Ok, Cái thứ hai là cái câu chuyện mà trước khi mình vô cái buổi ngày hôm nay chị có chia sẻ với Công, nó nằm trong một cái bối cảnh. Các bạn đã back to school. Rồi. Và Vani nó có hỏi chị ba câu. Đó là mẹ ơi, mẹ có biết là
cái môn học nào là quan trọng nhất không? Thì chị mới liệt kê là toán, văn, sử, địa gì đó. Và năm nay thì bạn vô lớp 4. Dạ. Cho nên là bạn có thêm hai cái môn mới là địa lý và lịch sử. Thì chị mới nói là theo mẹ là có những cái môn giống vậy. Thì bạn nói không phải. Thế chị mới hỏi vậy là môn gì? Thì bạn nói là môn đạo đức mẹ. À, môn đạo đức đối với con đó là cái môn quan trọng nhất. Vì không có đạo đức giống như mẹ gì đó. Mẹ làm sự kiện mà mẹ không đạo đức thì chắc không ai ký hợp đồng tổ chức sự kiện với mẹ. Ok. Yeah. Yeah. Xong câu hỏi thứ hai, nhưng mà mẹ biết là cái nghề nào là quan trọng nhất không? Thì chị mới nói là giáo viên hả con? Bác sĩ hả? Ừ. Thì mình cũng nêu ra một số cái tên gọi của một số nghề. Thì bạn mới nói là cũng phải luôn mẹ, sao sáng nay mẹ trả lời dở vậy? Thì bạn mới trả lời là nghề nào cũng quan trọng hết đó mẹ. Mẹ thấy khi mà mình đi về cái chung cư nhà mình không, là có cái chú bảo vệ mở cửa ha, xong rồi xách đồ vô giúp mẹ lúc mà mẹ đi vừa đi làm mà vừa đi chợ về đó. Yep. À, mẹ thấy quan trọng không? Không có chú thì không thể là mẹ đi lên nhà được một cách nhẹ nhàng được. Yep. Hay là cô lau công nè, giúp cho chung cư nhà mình sạch sẽ. À, chị mới thấy đúng ha, con nói đúng, nghề nào cũng quan trọng. Thì bạn mới hỏi tiếp là nhưng mà con thấy có một cái nghề là trường nào cũng dạy hết á, con sợ rồi. À, nhưng mà có một cái nghề mà con không thấy ở đâu dạy hết, đố mẹ đó là nghề gì? Thì mình mới khựng lại một chút, thì bạn mới nói nghề làm cha mẹ. Nhưng câu chuyện chưa có kết thúc ở đó. Oh, thì bạn mới nói là thế mẹ học qua cái nghề đó chưa? Okay. Học qua cái trường đó chưa? Thì đây là một cái câu chuyện rất là thú vị của Vani cũng như là của hai bạn nhỏ mà chị thường xuyên nốt lại. Yeah. Vì chị cũng chị có hai bạn, Vani là 9 tuổi. Và Vani là 9 tuổi, Milo là 20 tuổi. Đúng rồi, 100 một gái. Yeah. Thì đó là một cái những cái câu hỏi của bạn hỏi mình khá hay, buộc lòng là mình cũng phải suy nghĩ. Trước giờ chị có hỏi mình câu đấy chưa? Hay là chị đến khoảnh khắc Vani hỏi chị mới nghĩ là chưa. Okay. Thú thiệt là chưa. Okay. Khoảnh ngay yeah. khoảnh khắc Vani hỏi thì mình mới giật mình. Tức là mình có hiểu được cái vai trò trách nhiệm của cái người làm cha mẹ. Yeah. Chứ không phải là mình đóng gói và định nghĩa nó thành một cái nghề. Yeah. À, nhưng chị hay nói với chồng chị cũng như là một số những cái người bạn là thực ra là ông bà mình nói có một cái câu rất là hay, đó là sinh con rồi mới sinh cha. Tức là có con rồi mới có cha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi một đứa con ra đời thì cha mẹ mới hiểu được làm cha mẹ là như thế nào. Yeah. Nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái nghề nghiệp khác. Đó là ví dụ như là khi em có thể chưa xác định được mình là một kỹ sư đi, nhưng em có thể vì yêu thích toán lý hóa em vào bách khoa, em vào kinh tế đó vân vân, nhưng rung rủi thế nào cuối cùng thì mình làm kỹ sư. Giống như bản thân chị gì đó, khi mà chị xác định là chị học luật thì cũng đâu nghĩ là sau này mình là người tổ chức sự kiện. Nó có thể một cái nghề được đóng gói bằng đam mê, đó là cái tình yêu của mình, cộng với kỹ năng, đó là mình giỏi về việc đó, và cái thứ ba là trong cái bối cảnh đó thì mình có khả năng kiếm tiền. Ba cái thứ này cộng lại thì tự nhiên nó tạo thành cái nghề. Nhưng rõ ràng là nếu áp cái định nghĩa này vô trong cái nghề làm cha mẹ thì nó không đúng nữa rồi. Thì cái nghề làm cha mẹ có thể hoàn toàn là một cái nghề được rất là định hướng, rất là bài bản, rất là kế hoạch. Tức là hai mươi mấy tuổi, ba chục tuổi mới có con, có nghề nghiệp ổn định vân vân, có nhà có cửa có xe có cổ thì có con, ok, rất là happy đối với những cha mẹ nào mà đúng cái plan, đúng cái kế hoạch của mình như vậy. Nhưng cũng có những khi nghề làm cha mẹ đến với mình đột một cách rất là đột xuất, đúng không? Giống như là ok, vì một lý do nào đó mà chúng ta có một đứa con khi chúng ta chưa kết hôn hoặc là thậm chí chưa đến tuổi vân vân. Thì chị nghĩ là tất cả mọi trường hợp làm cha mẹ đó thì một cách ngẫu nhiên hay là cố ý, có kế hoạch hay là không có kế hoạch, thì cái nghề này là một cái nghề cực hay mà chưa có một trường lớp nào mở ra và đào tạo. Em muốn hỏi cái câu này. Đa phần mình được định nghĩa nghề là cái thứ giúp mình kiếm tiền. Nghề là cái thứ nó phải đẻ ra tiền. Trong khi mình làm cái công việc này, thường mình hay nghĩ là vai trò nhiều hơn. Thế chị nghĩ gì về cái từ này? Chị nghĩ là có hai vế ở trong này. Mọi người hay nói về nghề với nghiệp. Bản thân chị vẫn thích cái từ nghề hơn là cái từ nghiệp. Nghiệp nó có vẻ là giống như một cái thứ gì nó vận với người quá. Mình không có cưỡng được á. Okay. Thì nó nghiệp, thì chị vẫn nghĩ nó là nghề. Chị thích cái từ nghề hơn.
Cho nên nghề làm cha mẹ, nghề làm nhà giáo, nghề làm coach vân vân thì nó là một nghề, ok. Cái thứ hai, đúng chính xác, nghề là giúp mình kiếm ra tiền. Yeah. Nhưng mà lớn hơn nữa, đó là nghề là giúp mình tạo ra được giá trị. Trong cái giá trị đó thì nó có giá trị về mặt tài chính. Thì nếu như mà xét về như vậy thì nghề làm cha mẹ là một định nghĩa, một khái niệm đúng, không có sai. Yeah. Vậy giá trị mà chúng ta tạo ra là gì? Đó là chúng ta tạo ra một thế hệ con trẻ. Chúng ta cũng có thể tạo ra về tài chính, và mọi người hay nói là đầu tư cho con là đầu tư chính xác nhất. Chúng ta có cho con học trường tốt, được hưởng một cái môi trường thuở ấu thơ, bình yên, nhiều niềm vui. Đó cũng là một sự đầu tư chứ. Là sự cố gắng của cha mẹ và tất cả những người ở trong gia đình. Và biết bao nhiêu người đã cất công dành thời gian để tìm kiếm cho con những môi trường học tốt, đầu tư về tài chính vân vân. Và đương nhiên nó không thể cân đong đo đếm được, giống như kiểu mình làm một cái nghề nào đó mình tính lương hàng tháng vân vân. Thì cái nghề làm cha mẹ nó có một cái sự đầu tư theo chị là về mặt giá trị, tức là mình có những đứa con, những con người thuộc một cái thế hệ mới giỏi giang hơn, có đạo đức hơn, thì đó chính là cái thành công trong cái nghề của mình. Gần đây khi em đi Mỹ, em tham gia một cái chương trình học, thì em lại có một cái điểm mà gần đây em mới thấy là giống như là cái vai trò làm cha của mình nó quan trọng hơn. Trước đây thì mình nghĩ là đâu đó cái vai trò của mình đâu đó là trụ cột gia đình, thiên về mặt tài chính. Nhưng mà em có hai bạn, một bạn 7, một bạn 5. Nhưng tự nhiên gần đây em nhận thấy là nó có phải có một cái sự thay đổi lớn. Bởi vì giống như là mình không thể delegate cái công việc này cho vợ mình, tạm gọi là delegate cho nó sang, đúng không? Trao quyền. Nhưng mà đôi khi đó là cái khía cạnh mà từ chính xác hơn thì có nghĩa là nó lảng tránh thì nhiều hơn, lảng tránh về cái tính trách nhiệm. Đấy nó không xây dựng được cái mối quan hệ đối với từng bạn. Giống như làm cha mẹ là một cái công việc em nghĩ nó khó khăn nhất, nhưng mà mình lại không được đào tạo. Bởi vì trước đây có nghĩ mình không nghĩ nó là một cái nghề, thường mình sẽ đầu tư công sức gì vào cho một cái nghề mà, đúng không? Thế đối với chị nghĩ gì về cái vai trò của cái người cha trong cái nghề làm cha mẹ? Bởi vì trong cái văn hóa của mình thì đa phần là cái người cha sẽ đóng vai trò là trụ cột về mặt kinh tế. Cái người mẹ sẽ đóng vai trò trụ cột về mặt gia đình. Và có nhiều thời gian. Thì trong cái gia đình chị có quan điểm như thế nào? Chị nghĩ là cái điều này nó sẽ không có một cái công thức chung nào cả. Tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh. Chị đã có khá nhiều bạn bè chung quanh mình. Chị có thấy được rất là rõ là mỗi người có, mỗi cái gia đình có một cái kiểu khác nhau. Nếu như trước đây 50 năm, 70 năm trước ở Việt Nam thì chị không nói. Nhưng mà giai đoạn hiện tại, cái giai đoạn mà cái người phụ nữ càng khẳng định cái vai trò của mình hơn trong cả gia đình lẫn trong xã hội á, thì mọi cái trật tự nó đang được, đã và đang thiết lập lại. Chỉ có một người bạn là nữ, nhưng mà chồng là một người nước ngoài, thì 100% toàn phần là dành cho con, chăm sóc con. Chị cũng có một bạn là cũng bạn chị cũng là nữ luôn, là một giám đốc đại diện cái văn phòng của một cái hãng nước ngoài về tôn lợp á, cho nhà máy khá là nổi tiếng, cũng nhất nhì thế giới đó, là bạn đại diện tại Việt Nam. Nhưng bạn lại quyết định là ok, bạn deal với global là bạn chỉ làm việc online tại nhà thôi, work from home. Cho nên 2 năm dịch là bạn được lời lắm. Và global họ đồng ý bạn làm việc ở nhà để bạn chăm sóc hai con. Giống như cái điều mà công nhận ra khi công đi Mỹ vậy đó, thì bạn chị cũng nhận ra là cái thời gian dành cho con á là cái thời gian quan trọng nhất. Và đối với con cái á, thì nó có một cái câu nói mà chị khá thích, đó là tình yêu của cái người làm cha mẹ được thể hiện bằng cái gì? Đối với con nó chỉ thể hiện bằng thời gian thôi. Chứ trẻ con nó đâu có cảm nhận gì. Giống như giai đoạn của công thì chị không rõ lắm ha, nhưng giai đoạn chị sinh ra và lớn lên cả đất nước đều nghèo. Mình ăn cơm độn, một ngày mình ăn một bữa cơm thôi, là chuyện bình thường. Nhưng mà nghĩ lại á, bây giờ mà chị cảm nhận lại cái giai đoạn đó thì chị lại rất rất là vui. Vì thực ra là nó là tuổi thơ. Mình hả không phân biệt được cái giàu nghèo, cái đầy đủ hay là thiếu thốn. Trẻ con bây giờ thì có thể chị nghĩ là
nó có nhận ra, nó có nhận ra, nó có so sánh một chút, thì cái điều đó là cần chúng ta đào tạo và kiểu giảng dạy cho con để con hiểu thêm. Nhưng mà quay trở lại cái câu chuyện mà mình đang nói thì rõ ràng đối với con trẻ, tình yêu được định nghĩa chỉ là một từ, đó là thời gian. Cho nên những cái case mà bạn bè chị là có thể hy sinh toàn bộ về mặt thời gian cho con mình, thì theo chị đó là một cái sự đầu tư rất là đúng đắn. Bởi vì công việc thì ok, nó cũng so sánh thì nó khập khiễng, nhưng mà có những cái công việc hoàn toàn là mình không có cái job này thì mình cũng có thể có cái job khác. Nhưng con cái là nó khó có thể bắt trở lại. Ngay cả bạn Vani nhà chị hiện giờ 9 tuổi, 10 tuổi, mà chị nghĩ là chị ước mong được quay lại cái lúc mà bạn 1, 2, 3 tuổi để bồng bế, để ôm, để đút từng cái muỗng sữa muỗng chắc, thì không thể rồi đó. Cho nên cái nghề làm cha mẹ nó có cái khắc nghiệt riêng so với những cái nghề khác. Nãy giờ chị chia sẻ những cái câu chuyện về bạn chị. Thì đa phần câu chuyện của chị, đa phần là ok, người ta chấp nhận công việc work from home làm thứ để dành cái sự thời gian, dành thời gian cho tình yêu của họ với bạn nhỏ. Thế một trong cái điều em vẫn tò mò về chị, chị có thể điều hành doanh nghiệp, pitching, gặp gỡ đối tác, phát triển cái business của chị, và đặc biệt chị làm trong cái ngành sự kiện. Sự kiện nó, mọi thứ nó có vẻ cái gì nó cũng urgency. Đúng rồi. Và chị lại vẫn có cái thời gian với gia đình, thì đấy là cái thứ em nhìn trên mạng xã hội, hay là đấy là cái thứ nó thực, cái triết lý của chị trong cái, trong một cái cuộc sống hạnh phúc và viên mãn là gì? Con cái nó nằm ở đâu? Gia đình nằm ở đâu? Sự nghiệp nó nằm ở đâu? Đâu là cái triết lý mà chị sống hiện tại? Hình như chị nhớ có một cái reality show gì đó ở bên Mỹ hoặc là ở Việt Nam, có một số những cái phiên bản copy là một ngày làm CEO ở Mỹ, làm có một ngày làm tổng thống á. Các bạn trẻ được vô làm thử làm tổng thống một ngày, hoặc là ở Việt Nam cũng có một cái format là một ngày làm CEO. Vậy thì tại sao mình không có ra một cái format mới là một ngày làm cha mẹ ha, để biết được cái nghề nó như thế nào, và trả lời cho cái câu hỏi của công á, là mình không biết là những cái gì mà nó thể hiện trên mạng xã hội kia thì nó có phải là đúng, là nó là cuộc sống thực hay không. Thì ok, chị sống theo một cái keyword thôi, nó là cân bằng. Nhưng cái cân bằng của chị thì nó được, nó có lẽ là chị định nghĩa một cách khác một chút. Cân bằng thì mọi người hay nói là nó bù trừ, nó cân đối, hài hòa lẫn nhau. Ví dụ như đặc biệt là đối với những bạn Gen Z bây giờ mà tìm kiếm công việc á, thì là 8 tiếng, 10 tiếng rồi xong, sau đó là các bạn phải được xóa, phải này là có thứ, cho nên là cân bằng thì theo mọi người nó là như vậy. Nhưng đối với chị thì sự cân bằng được định nghĩa là chị sống trọn vẹn trong từng cái khoảnh khắc. Work hard, play hard, nó cũng là như thế. Và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc đó là chị biết là thời gian của mình cũng chỉ có 24 tiếng thôi, không thể hơn được. Và cái khối lượng công việc của mình thì chắc chắn, nếu mình làm tốt thì cái khối lượng công việc nó ngày một nhiều hơn. Không thể là em delegate cho một cái next generation gì đó mà em lãnh hơn được. Những người thực sự là thành công trong một cái business nào đó của họ thì họ bắt đầu ao dần để chuyển cho cái thế hệ kế thừa. Không phải là họ về hưu hay là như thế nào, họ muốn được nghỉ ngơi. Không, họ take một cái, bắt đầu cái khác. Đúng rồi, một cái thứ khác nó lớn hơn, và có thể nó bắt đầu lại từ đầu đó. Cho nên ở đây khi mà chị nhận ra và hiểu cái điều đó thì chị nghĩ là ok, mình sẽ cố gắng tận dụng tối đa trong từng cái khoảnh khắc của mình. Như này em nói đó, nghề sự kiện thì khá cực, cái gì cũng rush hết, và có thể là làm đêm nữa. Nhưng mà do mình biết sắp xếp, cái lúc mà chị bước vô trong ngôi nhà thì tất cả mọi thứ bỏ lại sau lưng. Okay. Có thể là 9-10 giờ tối khi các bạn đi ngủ đã trọn vẹn một cái buổi tối với con cái, ăn uống, nói chuyện, tất cả mọi thứ, đọc sách cho bạn nhỏ nghe. Các bạn lên giường thì ok, có thể chị quay lại công việc một chút đó. Nhưng cũng chỉ giới hạn mình trong vòng 1 đến 2 tiếng thôi. Rồi sau đó mình dành thời gian cho chồng nữa chứ. Thì sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc là cái tiêu chí cân bằng của chị, để có thể mình làm được tất cả mọi thứ mà mình muốn. Cho nghĩa là đầu đó vẫn rất là chiến, nhưng mà trọn vẹn trong khi chiến, trận chiến là business.
về nhà một mái ấm, dành thời gian cho các bạn nhỏ. Và gần đây chị, nó có cái thuật ngữ mà đối với em cảm thấy là resonate, thấy cái thuật ngữ mà chị nói á, balance. Bởi vì đôi khi balance, cân bằng, mọi người cứ nghĩ nó là 5 năm. Một cái thuật ngữ mới hơn, nó gọi là integrated life, có nghĩa là giống như một cuộc sống mà mình tích hợp. Ok, tích hợp. Đối với một số người cái tích hợp, cái life by design, cái cuộc sống của họ là 80% công việc, 20% là dám với bạn nhỏ, đúng không? Đôi khi mình không cần phải là 5-7 tiếng với bạn, thì mình quality time, đúng vậy, 10 phút 20 phút, nhưng mà nó là by design thì nó vẫn rất là tuyệt vời. Thì anh thấy đây là một cái chị đồng ý mà. Chị đồng ý về điều đó. Anh chị em mình đi làm business đúng không, sẽ có giống như là nguyên tắc ứng xử, đúng không? Amazon cũng có 14 nguyên tắc lãnh đạo của Jeff Bezos, thì có thể mình được viết ra hoặc là những cái nguyên tắc ngầm trong việc mình dạy con, thì chị có những cái principle, những cái nguyên tắc nào chị có hoặc là gia đình chị có và có thống nhất với nhau, ví dụ hai vợ chồng có cần phải thống nhất với nhau không, hay là ok đây là cái nguyên tắc của chị mà chị thấy là nó hiệu quả trong việc nuôi dưỡng Vani và Milo trong một thời gian dài, hiệu quả trong một thời gian dài nhá, chứ không phải hiệu quả tức thời. Thì chị có thể chia sẻ. Thực ra là công nói là công không biết bên ngoài chị là như thế, nhưng mà công không biết ở nhà chị như thế nào, nhưng mà công đặt câu hỏi có vẻ là trúng tim đen chị đó. Tức là người gì mà suốt ngày nguyên tắc đó, là câu của ông xã chị hay nói. Có lẽ là do một phần, mặc dù là làm sự kiện, nhưng mà do chị học luật á, cho nên nó là cái tính nguyên tắc, cái tính logic, cái tính cấu trúc á, nó ăn sâu ở trong não rồi, cho nên là ở nhà cũng có một số những nguyên tắc. Okay. Nhiều nguyên tắc lắm nha, nhưng mà chị có thể chỉ chia sẻ một số nguyên tắc liên quan đến việc dạy con ha. Thực ra là anh chị có thống nhất với nhau một số những cái nguyên tắc mà bất biến. Đương nhiên là có những cái trường hợp mà bất khả kháng thì không nói. Và cái cuộc sống thì nó đã vận động thay đổi mỗi ngày rồi mà. Cho nên cũng có hiếm cái gì mà nó bất biến được lắm. Nhưng có một số những cái nguyên tắc mà mình cần giữ như sau. Thứ nhất, đối với con cái. Thì chị dùng một số những cái keyword. Thứ nhất đó là lắng nghe. Thực sự là phải lắng nghe con. Lắng nghe ở đây vừa là thuận tự nhiên, vừa là phải có kỹ thuật để lắng nghe. Thuận tự nhiên có nghĩa là sao? Thực ra là chị có hai bạn, và chị rất là, chị gọi là chị là mẹ mình á. Trong cái nghề làm cha mẹ, chị là mẹ mình á. Tức là chị không có áp bất kỳ một cái công thức, một cái quy chuẩn nào vô con. Ví dụ như 6 tháng là phải ăn dặm, 10 tháng là phải thế này thế nọ kia. Mà chị lắng nghe con mình. Lắng nghe đây không phải là nó nói lên cái điều ý kiến của nó, mà mình lắng nghe thực sự từ cái cảm xúc, cảm nhận của con đối với việc những cái gì mà mình trao cho con trẻ từ cái lúc bạn ở trong bụng mẹ. Thì cho đến lúc này chị và ông xã cũng gọi là đảm bảo được cái nguyên tắc này một cách khá tốt. Đó là luôn lắng nghe con. Và đương nhiên khi mà bạn càng lớn lên, bạn có chính kiến, bạn có ý kiến, thì cái việc mà càng lắng nghe thì càng làm cho cái mối quan hệ của mình nó rất là khăng khít. Mình lắng nghe với hai bạn nhà chị thì nằm ở trong độ tuổi là 10-20 rồi. Cho nên là nếu mình lắng nghe thì mình không phải chỉ là cha mẹ, mình còn là một người bạn thân. Và làm bạn thân của con mới là cái điều tuyệt vời nhất. Bất kỳ điều gì hai bên cũng có thể nói chuyện với nhau. Và nó không phải là ở phía cha mẹ đối với con nhân công. Cái điều thú vị ở nhà chị đó là hai bạn nhỏ nhà chị lại ngược lại nha, lại dạy cho anh chị rất là nhiều điều từ cái góc nhìn của bạn á. Và cái nghề làm cha mẹ theo chị nó là một cái nghề á, là vì cái nghề đó mình được học mỗi ngày, đã gọi là nghề á. Thì nó không thể có điểm xuất phát, nó có thể có điểm xuất phát nhưng nó không có điểm kết thúc. Thì cái nghề làm cha mẹ nó thú vị ở chỗ đó là mình learning. Được học mỗi ngày luôn. Đúng rồi, mình được học mỗi ngày. Thì cái đầu tiên đối với chị đó là nguyên tắc của sự lắng nghe. Mà chị vi phạm cái này thì hai bạn nhỏ sẽ là phản ứng đầu tiên. Là mẹ không có nghe con. Mẹ chỉ có áp đặt thôi, mẹ không nghe. Thì là mình phải giật mình để quay trở lại cái nguyên tắc đó. Những nguyên tắc còn lại được đóng gói trong những cái keyword đó là lắng nghe, để thấu hiểu và yêu thương. Như thế nào là thấu hiểu? Mình có đặt trường hợp mình là bạn để có thể hiểu được bạn hay không, cảm nhận được cái cảm xúc mà bạn đã đi qua trong cái moment đó, trong cái khoảnh khắc đó không, thì đối với chị đó là thấu hiểu. Và yêu thương.
yêu thương, đương nhiên làm cha mẹ là yêu bất chấp rồi. Con mình là xịn, nếu con mình là giỏi nhất, tình yêu đó không có điều kiện, tình yêu của cha mẹ. Nhưng cũng có những khi mình bất bình chứ. Thì lúc đó làm sao để bằng tất cả những yêu thương mà mình có thể định hướng được cho con một cách đúng đắn. Ví dụ như đặc biệt hiện giờ bạn lớn nhà chị đã chọn nghề đúng không? Yeah. Một cái nghề mà có thể là mình không thích đi, mình không hoàn toàn đồng ý với bạn. Nhưng mà chỉ có thể lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương thì mình mới tôn trọng cái quyết định của bạn. Và mình thay vì mình phản đối thì mình quay trở cái góc nhìn một chút xíu để mình có thể support bạn, để bạn có thể thành công hơn trong cái nghề mà bạn chọn. Thì đó là những cái nguyên tắc trong gia đình của chị. Tại vì chị làm sự kiện đó cho nên chị hay nói concept. Cái khung kịch bản đó là phần khung, thì cái concept nó chính là phần lõi. Chị cũng có xác định một số những cái điều trong cái quá trình dạy con. Đó là dạy con những bài học gì. Đấy là một câu hỏi mà em đang định hỏi. À đấy hả? Đó là cái principle, nhưng cái từ của em thì nó khác. Principle nó giống như là giống như cái móng của chị nói đúng không? Đúng rồi. Chị nói cái khung. Đúng rồi. Còn lại là tầng 1, tầng 2, tầng 3 nó giống như là những cái giá trị mà mình chị xin hướng tới là gì? Và chị mong muốn con mình hướng tới là gì? Nó có thể là tình yêu, nó có thể là bao dung cho đi, hoặc nó thành công hay sự quyết liệt. Thì mỗi bố mẹ sẽ có một cái góc nhìn khác nhau về cuộc sống đúng không? Đối với chị, cái đâu là cái giá trị mà chị đào tạo mà muốn cho con mình hướng tới? Trong cái quá trình dạy con thì chị thấy là mà trước khi chia sẻ với Công và mọi người điều này thì chắc có lẽ cũng cho chị chia sẻ một chút là chị có nhiều thất bại trong việc cái nghề làm cha mẹ lắm, chứ cũng không phải là thành công gì. Đặc biệt là đối với bạn lớn, chị có bạn lớn năm chị 27-28 tuổi, giờ bạn 20 là chị có 9 tuổi cho nên là đang định nói ra tuổi nhưng mà thôi ngưng lại, stop liền. Mọi người tự cộng đi nha. Thì em hình dung là cái đoạn đó nói gì thì nói, chứ mình cũng còn khá trẻ. Đặc biệt là cái thế hệ của chị là cái khúc mà 27-28 tuổi là chưa có, tại vì hiện giờ cái thế hệ bây giờ là các bạn đi làm quá sớm đi. Các bạn có điều kiện được làm quá sớm, giống như công ty chị hiện giờ là có 2K3 làm chính thức nha. Còn 2K4, 2K5 là thực tập là rất là nhiều rồi. Thì tính ra là các bạn có 20 tuổi là đã được đi làm rồi. Nhưng hồi đó là mình học dài hơn, tất cả mọi thứ đều đúng y bon, nên cho nên là cái đoạn mà 27-28 tuổi lúc chị sinh Milo là rõ ràng là mình chưa có trải nghiệm cái cuộc đời nó nhiều. Cho nên nó là chị lúa lắm luôn á, và rất là non nớt trong cả kiến thức lẫn kinh nghiệm. Cho nên mình nuôi cái bạn đầu nó có khá nhiều những cái vấp váp, những cái khó khăn, và chị rút cái kinh nghiệm dần cho đến khi có bạn Vani. Đó. Thì đó là cái điều mà chị chia sẻ trước nha. Tại vì có những người mà biết chị trước đây thì biết là chị tồi lắm luôn trong việc nuôi con. Thì quay trở lại câu hỏi của Công á, là trong cái quá trình nuôi con, làm cái thực hiện cái nghề làm cha mẹ này á, thì chị có một số cái điều mà chị hướng tới. Thứ nhất, dạy con đầu tiên á, thì chị muốn hướng con đến là một người khỏe mạnh. Sức khỏe nó là quan trọng nhất. Tại sao chị đặt vấn đề là sức khỏe? Bởi vì ví dụ như là bạn nhỏ sau nhà chị ấy, thì bạn khá gọi là tham vọng, bạn muốn học rất là nhiều thứ. Ví dụ như hiện giờ bạn đi theo con đường là bạn muốn học dance, mà học dance chuyên nghiệp ha, thì Công hình dung là không, bạn học commercial hip hop. Thì nếu như bạn học dance chuyên nghiệp thì em hình dung là cái lịch học của bạn là 5:30 đến 8 giờ tối 24/6. Thế em hình dung một cái đoạn mà đón đưa rồi này nọ các thứ, và tối 24/6 luôn. Trong khi đó học ở trường thì cũng có nhiều bài tập mà. Bạn muốn học nhiều thứ lắm, học nhảy, học vẽ, học hát, học catwalk, học tiếng Hoa, học tiếng Anh, ôi trời, học toán, học tùm lum hết. Thì chị vẫn luôn nói với bạn là ưu tiên nhất đối với mẹ đó là sức khỏe. Vì con không có sức khỏe thì con không làm được bất kỳ điều gì hết. Thì con phải biết lượng sức mình. Hôm nào mệt có thể off, chứ con mà cố gắng á thì một chuỗi ngày sau là nó fail luôn. Okay. Cho nên chị nghĩ là sức khỏe nó là quan trọng nhất. Cho nên bản thân gia đình mình chỉ có một cái tiêu chí là muốn nói với con trẻ, đặc biệt là lúc con còn nhỏ, thì muốn làm gì thì cha mẹ phải làm gương. Con nói nó không nghe, nó phải nhìn thấy. Giống như mình muốn con ơi đọc sách, mà suốt ngày mình chỉ có bấm điện thoại thì nó không đọc sách rồi đó. Trẻ con nó sẽ modeling cái đúng rồi của mình. Nó sẽ đúng theo rồi. Thứ mình làm cho nó
nó sẽ không nghe những cái thứ mình nói, mà nó nghe thứ mình nói học bằng thông qua sự quan sát. Đúng rồi, và nó quan sát rất tốt em nha. Cái hôm đó chị cũng nói là con ơi đọc sách, nó không phải nói gì, nó nói chứ ba ngày nay con không thấy mẹ đọc sách rồi nó nghe. Ok. Rồi, thì cái điều đầu tiên mà chị hướng các bạn tới đó là phải sức khỏe. Yep. Làm gì thì làm. Cái thứ hai đó là đạo đức. Vẫn là cái câu hỏi đầu tiên mà Vani hỏi chị đó. Nè, làm con người đầu tiên nó phải có đạo đức cái đã. Đạo đức nó không có phải là cái gì nó quá là vĩ mô, nó quá là xa vời hả? Nhưng mà ngay cả buổi sáng hôm nay trước khi đến với coaching cà phê này thì chị vừa cột tóc cho bạn, chị vừa hỏi bạn là đâu là cái điều mà con muốn làm lớp trưởng vậy, thì bạn mới trả lời chị là vì làm lớp trưởng là có cơ hội để con rèn luyện mình tốt hơn. Wow. Tí xíu nữa chị sẽ kể cho con nghe cái câu chuyện làm lớp trưởng của bạn. Thì đó là một trong những cái thứ mà chị nghĩ là gọi là đạo đức. Thì đó là cái điều thứ hai chị muốn các con mình hướng đến. Cái điều thứ ba là vui, niềm vui. Các con phải sống vui. Thì cái điều đó đối với chị rất là quan trọng. Nè, mình không thể sống với con cả đời được. Chị sinh bạn đầu năm 28 tuổi, nhưng mà chị sinh bạn sau đến 39 tuổi. Và chị nghĩ là có một cái đoạn cuộc đời nào đó của bạn nhỏ mình không còn được ở bên cạnh bạn nữa. Vậy thì bạn phải tập sống vui. Yeah. Để có khi không có mình thì bạn vẫn có một cái cuộc sống vui như thế. Đó. Thì cái điều thứ ba mà chị muốn các con hướng tới là làm gì thì làm, vui mới được nha con. Yeah. Còn những thứ mà nó làm cho mình tổn thương hoặc đau khổ hoặc là gì đó thì ok, con đừng lựa chọn nó. Yeah. Là niềm vui. Cái thứ tư, đến lúc này nó mới có liên quan đến nghề nghiệp hay thành công gì đó. Thì cái thứ tư chị tôn trọng các bạn về mặt năng khiếu. Ok. Yep. Bạn nào có năng khiếu gì hãy đi theo nó. Và làm tốt nhất có thể. Yep. trong cái năng khiếu đó. Bởi vì thực ra là chắc con cũng hình dung được, mình làm cái gì đó mình có năng khiếu thì mình có thể là dễ dàng hơn cái người khác. Đương nhiên là cái người mà không có năng khiếu thì không thành công thì không đúng. Vẫn có thể là rèn luyện được, nhưng mà làm cái gì đó theo năng khiếu của mình thì rõ ràng là mình vui. Mình đảm bảo được cái điều thứ ba rồi. Là mình vui, mình đam mê với nó và mình dễ dàng thành công hơn. Cho nên đối với chị á, trong cái việc học á, thì chị cũng không ép, mà là bạn giỏi cái gì thì cho bạn đi theo đi. Cho nên ví dụ như cái bạn thứ hai là hiện giờ là hơi có năng khiếu về mặt nghệ thuật. Chị không biết là sau này có đổi không nha, chứ nó thay đổi thường xuyên lắm. Đó thì chị vẫn cho bạn đi theo, miễn sao bạn thấy vui là được. Thì đó, thì đối với chị có một số tuyệt vời đấy. Cái giá trị thứ ba của chị, hôm nay em học được một thứ là em chưa bao giờ nhấn mạnh cái sức khỏe cho con của em, mặc dù là mình luôn nói là cho nó ăn uống, cho nó thể thao, cho nó đi hoạt động, nhưng mà chưa bao giờ đặt nó ở số 1. Chị đa phần là con biết yêu thương, con biết bao dung, con biết quan tâm đến người khác. Đấy là một cái thứ mà em về em, bởi vì hai bạn hơi bị còi. Chắc có vẻ giống em hơi bị còi, mặc dù là mình chế độ dinh dưỡng các kiểu cho các bạn, nhưng mà khỏe là được em. Thì khỏe, khỏe nó không đo bằng cân nặng. Hơi còi. Nhưng qua cái phần của chị, và cái giá trị thứ ba đấy là cái giá trị em theo đuổi. Vui. Chị dùng cái từ vui, nhưng mà em dùng cái từ inspire. Em dùng từ đó là sống nó phải có cảm hứng, có cái niềm vui. Đấy là một cái chương trình của em. Đây là em đặt tên cái chương trình sống cảm hứng, nó nghĩa như vậy. Nhưng mà đấy là cái giá trị mà em muốn nó hướng tới. Mình đi làm business, mình kiếm tiền, mình làm hồng bà lằng các thứ, nhưng mà nó có ý nghĩa gì nếu mà nó không có được cái cảm hứng, cái niềm vui. Đấy, chị nói là lúc đầu bắt đầu chị nói là coaching làm cha mẹ nó lạ lạ, nó mới. Nhưng mà qua những cái thứ chị kể, những cái câu chuyện của chị thì thấy là nó rất là sâu về mặt coaching rồi đó, đúng không? Nói là những coaching nó có những cái principle này, những nguyên tắc, chị cũng có lắng nghe này, một trong năm kỹ năng của coaching. Nãy chị nói về thấu hiểu và yêu thương, thì góc nhìn của em, cái từ thấu hiểu á, đôi khi mọi người nghe, mọi người nghĩ mọi người hiểu, chứ chưa hẳn mọi người hiểu cái từ thấu hiểu nó là gì. Hoặc là cảm nhận nó là gì. Thì có một thời gian trong coaching thì chị em mình chia sẻ thêm, đúng không? Okay. Nhưng mà đây, nghe thì nó có vẻ nghe rồi thấu hiểu, hai cái nó có vẻ như là một, nhưng thực sự là có nhiều người nghe nhưng mà nghe theo ý mình thích nghe, chứ không phải nghe để thấu hiểu. Đúng rồi. Rồi những cái giá trị
những cái giá trị hướng tới. Thì đấy cũng là trong phần coaching thôi. Coaching nói về value, nói về những principle. Thế một cái câu hỏi nữa trước khi chị em mình đi ra phần sau. Thế chị thấy, chị cũng đi học coach rồi đúng không? Học nhiều nữa là khác. Thế chị thấy là cái phần mà chị ứng dụng coaching á, trong cái việc nuôi dạy con cái á, đối với chị nó mang ra cái sự thay đổi gì cho con cái chị cũng như là cho cái sự hạnh phúc của chị và gia đình, cũng như đối với những người mà người ta chưa học coaching, chưa biết áp dụng cái phương pháp coaching này vào, thì tại sao người ta lại nên bắt đầu người ta học để người ta khám phá, để người ta đưa vào cuộc sống, đặc biệt trong bối cảnh làm nghề cha mẹ dạy con, một cái nghề mà đa phần là vậy, mình dựa trên cái sự tự nhiên là chính, mà không được đào tạo bài bản, làm cái nghề khó nhất nhưng mà không được trang bị những cái công cụ cần thiết nhất. Ok, chị kể cho Công nghe một câu chuyện, nó là thực tế luôn, để coach đánh giá coi là coaching này nó thành công chưa nhé. Chị có thể uống nước cho hồi, hồi nãy chị có nói về cái vụ làm lớp trưởng của Vani. Bạn có một điều mà chị cũng không có đánh giá là tốt hay là xấu, nhưng bạn luôn mong muốn trở thành cái người tốt nhất về một cái khía cạnh nào đó, thì ok, tốt, bạn luôn phấn đấu vươn lên. Nhưng có một cái thứ là vô tình là đẩy bạn vào một cái áp lực. Chị nhận ra điều đó. Nhưng đâu là cái phương pháp để mình có thể giải thích cho con hiểu, đặc biệt là khi bạn còn quá nhỏ. Thì ơn trời là chị có biết đến coaching. Và cái case này chị ứng dụng như vậy luôn, câu chuyện mới nhất luôn. Đó là bước vào năm học lớp 4, cách đây 2 hôm, là trước khi bước vô ngày đầu tiên của lớp 4, bạn nói chị là: "Mẹ, mẹ viết cho con, giúp con viết cho con một cái bài phát biểu để ứng cử làm lớp trưởng." Ở trường quốc tế thì họ đổi lớp thường xuyên, cho nên là cô giáo mới nè, mẹ, tất cả các bạn đều mới nè, vậy thì làm sao để mọi người bầu con là lớp trưởng thì mẹ chỉ cho con đi. Ok, chị suy nghĩ là đây rồi, coaching của mình đây rồi. Vậy thì chị mới hẹn bạn là ok, mình ăn cơm là xong hết đi, thì con ngồi nói chuyện với mẹ nha. Ok. Và câu hỏi đầu tiên mà chị đặt ra cho bạn đó là: "Mục tiêu của con là gì? Mục tiêu của con là gì khi mà con mong muốn làm lớp trưởng?" Và chị dẫn bạn theo một loạt các cái câu hỏi. Bạn nói là con mong muốn trở thành một, dùng cái từ là con mong muốn trở thành một người điển hình của lớp. Role model đấy. Điển hình. Điển hình của lớp. Thì chị mới hỏi cụ thể điển hình là sao con? Chị nhớ cái keyword cụ thể. Tức là có học đấy. Có học đại học bàn nha. Tức là cụ thể điển hình là sao con? Và nó dẫn dài 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 đến. Và kết quả chia sẻ với chú Công một xíu nha. Là hôm qua bạn nó được bầu là lớp trưởng. Thì ở đây chị thấy một cái kết quả quá là tuyệt vời là như vậy. Chị không ngay lập tức chị phản đối hoặc là ủng hộ chuyện đó. Giống như những năm trước khi bạn cũng đề xuất bạn làm lớp trưởng, nè mẹ giúp con này nha, con phải thế này, con phải thế kia. Thì ok, cho dù là bạn có thành công, vì bạn đã có 3 năm làm lớp trưởng rồi, năm nay là lớp 4 ha, là 4 năm liên tục. Nhưng có thể khi mà bạn nhớ lại hoặc nghĩ lại á, thì bạn nghĩ là cái kết quả đó có thể là do mẹ, do mẹ giúp đỡ là phần nhiều, chứ không phải là do tự cái mong muốn hoặc là khả năng của bạn. Thì khi mà chị áp dụng ở chỗ này một chút về cái kỹ năng đặt câu hỏi, follow theo cái cảm xúc của bạn, và cho bạn tự tìm ra được cái mục đích, mục tiêu của mình một cách thoải mái nhất, và cho bạn tìm ra được cái giải pháp của mình cho cái vấn đề của mình, thì chị thấy bạn rất là vui vẻ, không có chịu một cái áp lực gì hết, và bạn đã thành công với cái việc đó một cách hoàn toàn gọi là thoải mái và tự tin. Thì cái đó là điều quá là tuyệt vời. Một cái case để trả lời cho câu hỏi của Công là chỉ có một cái điều gì mà trong cái nguyên tắc mà dạy con á, để giúp con phát triển, thì theo chị đó là dùng cái coaching để giúp con sáng tạo hơn, giúp con làm mình hơn, giúp con hiểu được cái mục tiêu của mình hơn, và tìm ra được giải pháp để thực hiện mục tiêu. Đấy, chị nói cái thứ rất hay là giúp con hiểu cái mục tiêu của mình, giúp con sáng tạo, giúp con tự đẻ ra cái giải pháp. Đây có phải là cái sự khác biệt giữa những cái người bố mẹ khi mà mình thực sự mình được áp dụng cái phương pháp coaching vào trong việc dạy con? Thông thường nó sẽ là như thế này, chị sẽ thấy thông thường, ví dụ ba mẹ thông thường là như thế này,
Thông thường là ví dụ là ba mẹ thông thường có cái giá trị hướng tới là à, mình trở thành number one, mình trở thành top đúng không? Mình phải học giỏi, mình phải là leader thì hey hey yeah, chúc mừng con ha, con rất là quyết tâm ha, đấy con phải số 1 giống ba, con phải các kiểu. Có nghĩa là gì ạ? Compliment là khen ngợi. Một số người khác này, con bé của mình sao á, còn nhỏ mà tự nhiên nó cứ chiến đấu, nó cứ ganh đua, nó cứ cạnh tranh. Con đừng có làm lớp trưởng, cứ hòa đồng, cứ yêu thương. Chị thấy thế đúng không? Có nghĩa là trong cả hai cách đấy thì nó sẽ vi phạm cái nguyên tắc số 1 và số 3 chỉ nói trong việc dạy con là tức là mình không lắng nghe để hiểu xem là tại sao con mình lại muốn cái điều con điều muốn đó. Và mình impose, mình chỉ định cái thứ mình muốn là à ok, à bố mẹ muốn thành công, à cái này tốt. Thành công là cái giá trị số 1 mà, phải chiến đấu để lên số 1. À bố mẹ muốn con hòa đồng, đừng có khao khát làm lãnh đạo, đừng có chiến đấu các thứ gì, hãy hòa đồng với mọi người. Thì có nghĩa đấy là những cái giá trị của bố mẹ. Đúng rồi. Thì nó không còn là yêu thương giống như cái chị nói nữa. Thì khi mà chị đã hỏi là thế tại sao con muốn cái này, thì có nghĩa là giúp cho bạn thấy được cái chiều sâu hơn. Có nghĩa là giúp cho bạn là go deeper với những cái thứ mà họ bạn cái muốn. Cái điều rất là tuyệt vời mà chị nhận ra trong cái hôm mà chị coach bạn á về cái vụ làm lớp trưởng hay như thế này luôn không? Chị nhớ là trong cái câu hỏi chị có hỏi bạn là nếu con không đạt được cái mục tiêu làm lớp trưởng, các bạn không bầu cho con thì lúc đó con như thế nào? Okay. Thì sao? Thì con hình dung là chị có nhận thấy là bạn có một chút giật mình. Mà sau buổi coach ngày hôm đó thì con hình dung là bạn hoàn toàn ready cái cảm xúc là nếu như bạn không được chọn thì bạn như thế nào, và bạn chấp nhận đối diện với cái điều đó. Bởi vì những cái bạn nhỏ mà nó hơi có tính tham vọng một chút á, thì khi nó không đạt được mục tiêu thì con biết là nó thất vọng về bản thân ra sao, thì điều đó nó vi phạm cái mà niềm vui mà chị đang muốn các bạn hướng tới. Cho nên cái buổi coach ngày hôm đó thực ra mong muốn cuối cùng của chị là bạn thấy được là tất cả mọi thứ ở trong cuộc sống đều là niềm vui đúng không? Và khi mà bạn không được bạn cũng vui, và cái vui đó là vui gì? Thì bạn cũng tìm ra được là à nếu như mà con không được các bạn bầu lớp trưởng thì con cũng biết là cái người mà được chọn làm lớp trưởng á hơn con điều gì để con học bạn. À là bạn tự tìm ra không? Rất là thú vị. Và cái câu chuyện của Vani con chị y chang như câu chuyện bé thứ hai con của anh trai em. Đi thi tỉnh hay đi thi thì đạt số 2 về buồn. Và bị một cái áp lực, và thế là bạn học ngày học đêm và bố mẹ cảm thấy lo lắng. Nhưng mà đây là chị, cái điều chị thấy thú vị này. Tại sao bố mẹ lại lo lắng khi con mình nó rất là quyết tâm học, đúng không? Đúng trong rồi. Khi nhiều đứa nó đi chơi cũng lo lắng. Cái điều nhưng là mỗi chỉ thấy một đứa bé nó có một cái inner drive khác nhau. Có nghĩa số 2 đối với nó rất là tệ. Mà nó mới học, nó mới lúc đấy nó lớp 3 chứ mấy. Số 2 đối với nó rất là tệ. Đúng rồi. Nó không còn chấp nhận được. Bạn nhà chị cũng vậy. Khi bố mẹ mà hiểu được giống như những cái thứ chị thấy đấy là cái journey, cái chặng đường của con. Và quan trọng là hiểu mình muốn gì. Chị thấy rất là thú vị trong cái câu chuyện coach cho Vani. Mà đặc biệt là trong cái bộ câu hỏi mà đã được coach hướng dẫn thì chị nhớ hoài tại sao ha, tại sao lại có những cái câu là nếu bạn không đạt được cái mục tiêu đó thì bạn sẽ trông như thế nào, cảm xúc của bạn lúc đó ra sao, vân vân và vân vân. Chị nhớ là có những cái câu hỏi như thế. Thì khi mà chị ứng dụng như Vani chị thấy rất là rõ ràng là mình tạo cho bạn cái sự ready trong mọi tình huống, và đó là cái điều mà bạn hình dung ra, giải pháp cũng là do bạn, tất cả mọi thứ nó từ bạn, thì chị cảm thấy quá là tuyệt vời. Vui vui khi học mọi thứ áp dụng. Đấy chị em mình có phần 1 gọi là rất tuyệt vời và lỗ thời gian luôn của công việc. Đấy là phần chị chọn lựa. Bây giờ đến cái phần chị pha chế ha. Ok. Rồi. Chị pha chế thì đây nó đơn rất là đơn giản. Sài Gòn chị hay uống đá nha. Không ơi? Rồi ok. Phải sửa đá đúng không? Chị rồi. Nghĩ chắc đa số mọi người sẽ chọn đá. Thì nó tượng trưng. Nó tượng trưng cho một cái phần trong một khoa học về tạo động lực. À vậy à? Ok. Thì nó chỉ có hai cách tạo động lực mà. Một là một chúng ta hoặc con người thay đổi mạnh mẽ nhất tất cả những thứ họ làm để hướng đến cái niềm vui. Đá là cái sự mát mẻ, là những cái niềm vui sướng, nó hạnh phúc. Còn thứ khác nữa là chúng ta thay đổi chỉ khi là gì? Mọi thứ nó quá tệ, quá nhiều nỗi đau để tránh xa cái nỗi đau đấy. Đó là cái động lực mạnh mẽ. Pain is great motivator. Nỗi đau. Rồi, đá đúng không? Thế đá. Thế chị có thể chia sẻ đối với chị trong cái hành trình làm nghề cha mẹ đó, thì cái khoảnh khắc nào mà chị cảm thấy là wow,
đây là một cái vai trò gọi là rất là thiêng liêng của mình á, và mình cảm thấy may mắn và biết ơn trong cuộc đời khi mà có được cái khoảnh khắc đó vậy. Tất cả những cái khoảnh khắc nó đều liên quan đến bốn cái điều mà chị mong là cuộc sống của các bạn hướng tới đó. Đó là khi các bạn chia sẻ với mình một niềm vui nào đó cụ thể. Đối với chị, và cái khoảnh khắc đó nó diễn ra thường xuyên liên tục mỗi ngày. Bạn thấy là ví dụ trước khi mà chị chưa học coach á, thì chị chưa hiểu lắm cái điều này ha, nhưng mà từ cái lúc mà học coach xong thì mỗi ngày á chị hay làm một cái bài tập nhỏ nhỏ với các bạn, đó là niềm vui hôm nay của con nó là gì. Chị hay hỏi các bạn cái câu đó. Nó vừa đúng với cái việc là để các bạn có luôn tìm thấy được cái niềm vui cho dù là nó nhỏ nhất trong cái cuộc sống mỗi ngày của mình. Để con tự nhiên chia sẻ cái điều đó với mình. Thì những cái lúc mà cũng có những ngày mà các bạn trả lời là không, hôm nay con bình thường, thì ok là chị không thấy được một cái điều gì nó burnout thực sự ở trong lòng mình. Nhưng mà khi mà các bạn chia sẻ được những cái niềm vui thì đó là cái khoảnh khắc mà chị nghĩ là ngày làm cha mẹ của mình nó thành công. Giống như ngày hôm qua, ngày đầu tiên Vani đi học và trở, khi mà chị đón bạn á thì chị nghi rồi, chị thấy là bạn đang đứng ở cái bàn của cái cô giáo chủ nhiệm. À, là chị nghi có thể là thành công rồi nha. Khi bà bạn ào ra khỏi lớp, bạn nắm tay ba mẹ và bạn nói là mẹ ơi con được bầu làm lớp trưởng rồi, thì thực sự là trong lòng mình rất là hạnh phúc luôn, vì cái hành trình làm cha mẹ của mình nó thành công. Và đối với chị á, cái nghề này nó không có thành công bởi những cái điều gì nó quá lớn lao, là con mình phải thành ông này bà kia. Đương nhiên thành ông này bà kia là mình hạnh phúc hơn ha, nhưng mà cái niềm vui nó được tích tụ, cái hạnh phúc của mình nó tích tụ từ những cái niềm vui nho nhỏ vậy đó, và nó mỗi ngày. Thì đó là cái điều cho mình thấy là mình thành công rồi. Em có thể cảm nhận thấy cái niềm vui của chị khi mà chị chia sẻ cái chuyện này. Và trong lúc mà chị chia sẻ, tự nhiên em lại nhớ tới cái khoảnh khắc mà vui của em. 8 rưỡi 9 giờ lên giường, trò chuyện, chơi với con chó, ôm đứa này, ôm đứa kia. Đấy, thấy nó. Và để cho con có niềm vui đối với bạn lớn ha, cái bạn mà 20 tuổi nhà chị đó. Là mình chính xác là mình đồng hành với bạn trong cái cuộc sống hiện giờ. Giúp bạn là tìm thấy được cái niềm vui trong việc là cái công việc mà bạn chọn. Trong việc những cái việc rất là nhỏ luôn, công như là bạn chuẩn bị phải đổi nhà thuê, bạn học ở Canada ha, đổi nhà thuê, bạn có được một cái môn 9/10, bạn được gọi là có học bổng ha. Thì những cái niềm vui đó thực sự là chỉ muốn bạn, nhà chị cũng có một cái cao trò là chia sẻ cái niềm vui mỗi ngày vào buổi tối đó. Vậy hay. Rồi còn đối với bạn nhỏ nhà chị có cái culture đấy nó có hàng ngày không chị? Nó có thành một cái giờ giấc nào, nó thành một cái routine hay là ngẫu hứng? Hay đối với bạn nhỏ thì mỗi ngày. Còn đối với bạn lớn thì thứ nhất là bạn học xa, thứ hai bạn là con trai. Cho nên là mình push bạn chia sẻ mỗi ngày thì bạn không có thấy thoải mái. Bạn thấy là bị ba mẹ làm phiền. Cho nên chị cũng lập ra một cái thử có biểu ha, tức là một cái routine là thứ bảy, tối thứ bảy ở bên Canada, thì có nghĩa là đâu đó trưa chủ nhật ở bên mình thì bạn sẽ gọi về. Và nó đều đặn mỗi ngày cả năm năm nay từ lúc mà bạn đi học. Và nhà chị sáng chủ nhật rộn ràng lắm đó, là nghe cái điện thoại của bạn, và câu hỏi luôn ba mẹ luôn đặt ra cho bạn đó là niềm vui của con trong tuần vừa rồi là gì con. Thì bạn kể, nhưng đương nhiên là không phải như chị nói đó, cái cuộc sống nó không phải chỉ có niềm vui, có những cái challenge mà chúng ta phải đối diện, và các con mình nó cũng như thế. Thì mình sẽ, khi mà mình biết coach rồi á, thì mình sẽ giúp bạn vượt qua những cái challenge đó bằng cách là không có phải đột liền là con ơi là con sai chỗ này rồi nè, con nên làm cái A cái B. Thì thực ra là từ cái lúc mà biết coach, từ khi đặc biệt là khi có các bạn nhỏ ha, con rõ ràng là chị tốt hơn mỗi ngày, bản thân mình thấy tốt hơn mỗi ngày. Con là người thầy tốt đúng chị rồi đó. nên là chị có hay chia sẻ điều này ở trên mạng xã hội nha, trên trang của chị, đó là thực ra là các bạn đang dạy chị rất là nhiều cái sự mà calm down, lắng nghe, thấu hiểu, yêu thương, là thú thiệt là chị có các bạn thì chị giỏi hơn cái điều đó. Đó thì ở đây là mình có một cái khung để các bạn có thể chia sẻ niềm vui. Mình tạo ra một cái thói quen. Và đương nhiên là có những khi mà nó phải có những cái hỗ trợ, những cái bắt buộc. Ví dụ như chị nói là con đi về mệt, con đi học về mệt,
thì bạn nhỏ nhà chị thì rất là thích thú nhồi bông, và cái điều mà làm cho bạn vui á là mình đóng vai role play á, thật là chị đóng vai mấy cái con thú nhồi bông để trò chuyện với bạn là bạn vui ngay lập tức. Thì cái đó là sự lắng nghe thấu hiểu á. Ví dụ như chị hỏi là Ni ơi sao Ni mệt vậy, Ni có chuyện gì vậy? Bạn không trả lời cái mặt một đống luôn á. Nhưng có một cái bạn gấu bông rất là dễ thương, bạn búp bê tên là Sisa, thì chị lấy cái con Sisa đó, chị nói chị Ni ơi hôm nay trông chị Ni có điều gì buồn nhỉ, chị Ni có thể kể cho em nghe không, thì bạn kể ngay lập tức. Thì đó là cũng là cái sự mà lắng nghe thấu hiểu và yêu thương của mình để bạn có thể tốt hơn. Thì là theo chị là mình vẫn theo những cái nguyên tắc đó, đó là niềm vui, lắng nghe trong cái việc dạy bảo con mỗi ngày. Cái chị vừa chia sẻ, khi chị trò chuyện nó buồn hả không nói, đóng chuyện em gấu. Thì trong coaching nó cũng có một cái technique. Chị đang làm mà đôi khi chị đang coach, nhưng mà chị không nghĩ là chị không gọi coach. Tên được cái phương pháp đó thôi đúng không? Nên nó đâu để mình trò chuyện ở cái vai của cái người thứ ba, third person, đúng không, là chị nhưng mà cái nhân vật đấy thì bạn lại đang rất yêu thích cái nhân vật đấy. Nhân vật đấy là lúc nào ông giống như turn mình on, tất cả lúc nào mà nhìn thấy cái điều đấy. Trong cái hành trình mà nuôi dạy con đó chị, nó có những cái khung thời điểm vàng đó, có những cái khoảnh khắc mà đôi khi mình bỏ lỡ trong cái hành trình phát triển của con thì mình lỡ luôn. Sau này mình không thể quay lại, giống như chị nói là mình không thể nựng nó, mình không thể ôm nó, mình không thể đút ăn. Nó 9 tuổi rồi đúng không? Nhưng cái khoảng ví dụ như em thấy con bé nhà em khoảng 2-3 tuổi chập chững biết ăn bập bẹ, biết nói, biết đi thì thấy rất dễ thương. Thì khi mà chị nghĩ lại á, có cái khoảnh khắc nào trong quá khứ á, mà chị thấy là mình đã bỏ lỡ những cái khoảnh khắc của con, và đó là những cái khoảnh khắc mà giống như là thức tỉnh chị, ok mình phải sống khác, mình không thể sống những cái kiểu như này được nữa. Rất là đau lòng. Ok. Đối với bạn lớn, trong 2 năm gần nhất là chị bỏ lỡ 2 cái khoảnh khắc rất là quan trọng mà chị nghĩ là không cách gì được cứu được. Một cái thì bất khả kháng, nhưng mà một cái thì do chị quá chủ quan. Một cái khoảnh khắc là bạn tốt nghiệp lớp 12, năm đó là năm dịch luôn, rơi trúng vô cái thời điểm Sài Gòn lockdown luôn, và chị không giữ được cái lễ tốt nghiệp 12 của bạn ở nước ngoài. Thì cái đó là một cái trường hợp thực sự là bất khả kháng. Cái case thứ hai, trường hợp thứ hai đó là sinh nhật tròn 20 tuổi của bạn. Chị đã không có plan cho cái việc đó một cách tốt lắm. Chị cứ nghĩ là celebrate từ xa online, chị nhờ một người bạn đến nhà bạn ở bên đó, đến nhà bạn tặng quà vân vân, thì chị nghĩ là đủ. Nhưng khi mà chị hỏi bạn là con ơi hôm nay con vui không, thì bạn trả lời là bình thường thôi mẹ. Hoặc một cái người đàn ông, một người con trai mà trả lời bình thường thôi mẹ, thì chị biết là có vấn đề rất tệ. Họ không muốn làm serious như kiểu drama club, như kiểu phụ nữ. Họ không phải là member của drama club. Đấy là cái thứ khác biệt giữa đàn ông. Đàn ông hay dùng softener. Đó. Bình thường, phụ nữ bình thường rất tệ. Thì khi mà bạn nói chữ bình thường thì em biết ở phía bên này lòng mình tan nát. Thì chị biết là mình đã bỏ lỡ một cái khoảnh khắc quan trọng, vì sinh nhật thì cũng không thể quay trở lại. Nên là mà thú thiệt là hôm đó chị đã khóc rất là nhiều. Sinh nhật của bạn là hôm tháng 4 vừa rồi, bây giờ là tháng 8 đúng không? Chị biết là mình không quay trở lại được rồi đó. Nhưng ông xã chị là một cái người chị rất thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Ông xã của chị là một người rất là tích cực. Thì nó nói là thôi không sao em, đến khi bạn về thì mình bù lại. Nhưng mà chị biết là rất khó. Cho nên là ngày hôm nay khi mà chị plan cho năm sau thì bạn tốt nghiệp đại học rồi, sau 3 năm đại học, thì nhà chị đã plan từ bây giờ cho tháng 6 năm sau cả nhà cùng đi qua Canada để tham dự lễ tốt nghiệp đại học của bạn. Mà thật sự là chị nghĩ là trong cái cuộc đời, trong cái hành trình làm nghề cha mẹ, mình có nhiều thiếu sót lắm. Nhưng mà gần nhất thì chị nhớ 2 cái moment.
Rất tệ luôn. Nó là nỗi đau rất là lớn. Nỗi đau rất là lớn. Mà Milo mà nghe được cái phần chia sẻ này là bạn sẽ vui vậy. Bạn sẽ rất là hạnh phúc khi mà có người người mẹ mà chăm lo cho bạn như thế. Thực ra là nó cũng xuất phát từ một cái tiềm thức ở trong chị. Từ nhỏ đến lớn, mình sinh ra và lớn lên là con nhà nghèo mà, cho nên là mình cũng không có sinh nhật. Chị nhớ hoài cái sinh nhật, cái bánh sinh nhật đầu tiên á mình có là năm mình 22 tuổi. Lúc đó chị làm ở VNG á. Thế thì khi mà sếp chị á, lúc đó là chị Hạnh, giám đốc marketing, có nói là em có muốn gì trong ngày sinh nhật hay không? Thì chị có nói là em muốn có một chiếc bánh sinh nhật. Và hôm đó phòng marketing tổ chức sinh nhật cho chị và có một cái bánh. Thì đó là lần đầu tiên chị được ăn bánh sinh nhật con. Và chị cũng hiểu được cái cảm xúc của con người ta khi mà có một cái một cái celebrate. Đương nhiên là cái party đó thì nó thể hiện là người ta quan tâm đến mình và yeah. yêu thương mình. Cho nên là chị luôn muốn con mình được sống trong những cái cảm xúc đẹp đẽ, đặc biệt là tuổi thơ. Mà khi mà bị miss qua cái sinh nhật 20 ấy, con không biết cái hôm đó cái cảm giác của chị đó nó bàng hoàng kinh khủng. Thì tại sao mình không có ý thức được đầy đủ là mình cả gia đình mình có thể đi qua đó và mình sinh nhật tuổi 20 cho bạn chứ? Bởi vì cái sinh nhật 20 là quá quan trọng đi, một cái con số nó quá đẹp đi. Thì chị lại bàng hoàng, chị không nhận ra được. Đến khi bạn ấy trả lời là cũng bình thường thôi mẹ, và con hình dung không, là hôm đó bạn ở nhà. Hôm đó bạn không có đi chơi đâu hết á, vì bạn nói với chị là các bạn của con đều bận và con đang học bài. Trời ơi, nếu như mà cái hôm đó là bạn đi chơi, bạn vui với bạn bè, bạn đi nữa thì chị đỡ áy náy hơn nhiều rồi. Nhưng mà hôm đó lúc mà chị gọi á thì bạn lại đang ở nhà, bạn đang học bài. Và chị hỏi là ngày hôm nay của con thế nào? Bình thường thôi mẹ. Trời ơi, là cái lòng mình nó tan nát. Thì lúc này là mình đâm ra là mình cực vấn bản thân là tại sao mình lại tệ như thế. Thì đúng là trong cái hành trình làm cha mẹ nó liên tiếp những cái bài học như thế để giúp mình trưởng thành. Và đây là những cái khoảnh khắc mà có thể là mình không muốn quay trở lại. Nhưng mà chính nhờ những cái khoảnh khắc đó thì em tin rằng là tuổi 21 nó vẫn đẹp như tuổi 20. Và sẽ có big celebration trong một cái ngày đặc biệt. Ngày tốt nghiệp đại học, giống như chị em mình hay nói là giống như ngày mình thực sự bước vào đời. Thực sự mấy bạn thì cứ bước vào đời từ sớm hơn mình rồi, nhưng mà giảm bước sang một cái nấc thang mới trong một cái giai đoạn trưởng thành để vào cái hành trang vào đời đi làm, đúng không? Ok, rồi, bây giờ chị em mình trò chuyện rất thú vị rồi. Giờ chuẩn bị được thưởng thức cà phê qua phần 3. Ok. Muốn được sướng thưởng thức thì phải có lao động. Nói sẽ nói vậy. Thưởng thức cái ly cà phê của chị xem team pha như thế nào nhé. Rất là tuyệt vời, rất là ngọt ngào. Quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Cà phê sữa. Bình thường em muốn cà phê đá không đường. Nhưng giờ cà phê sữa em thấy. Chị thấy như nào? Em thấy thế nào? Tuyệt vời. Ngon ngào. Chị thấy rất ngon. Thực ra là chị là người nghiện cà phê, nhưng chị cũng không quá giỏi và có kiến thức về cà phê. Ngon là được. Chỉ có điều là cái cà phê mà nó hơi chát chát, đắng đắng á. Thì chị là không khó uống được. Cà phê này ngon. Và người ta nói là nó tùy theo tâm trạng nữa. Ok, rồi. Chị em đi, mình đi đến cái phần 3 của chương trình. Thường chị hay thích thưởng thức cà phê một mình hay là với bạn bè? Xu hướng? Nếu như mà gọi là introvert hay là extrovert thì chị lại là người nó gọi là ambivert. Ambivert, tức là cái người trung lập. Một vài trường hợp thì chị rất là hướng nội, một vài trường hợp thì rất là hướng ngoại. Nhưng thú thật là nếu như mà phân định về cái phần trăm á, thì chị lại hướng nội nhiều hơn. Em đoán thế. Hướng nội nhiều hơn. Tức là khi mà bị stress hoặc là có một cái vấn đề nào đó khó giải quyết thì chị thường tìm về chính mình hơn. Ví dụ như đọc một cuốn sách, nghe nhạc, chơi với con thì chị lại thấy vui hơn rất nhiều so với cái việc bạn bè hoặc là giải tỏa hay là kể với một ai đó. Bởi vì chị có một cái niềm tin tự thân, đó là chỉ có mình mới giải quyết được vấn đề của mình mà thôi. Và mọi cái ý kiến nó có thể chỉ là tham khảo. Cho nên là
Câu hỏi cuối cùng là chị uống cà phê khi nào? Chị uống cà phê mỗi ngày. Uống cà phê mỗi ngày. Nhưng mà nhiều nhất có lẽ là uống với chồng và uống một mình. Đây nó cũng là một trong cái triết lý về trong cái việc tạo động lực. Nó sẽ bắt đầu bằng cái việc mình thay đổi cái gì đã. Động lực mạnh mẽ nó đến từ việc mình làm những cái thứ cho bản thân. Sau đó mới đến gia đình, sau đó xã hội. Nên có những người khác thì họ sẽ là cái động lực mạnh mẽ đến từ những cái thứ gì big picture chứ, xã hội. Sau quay ngược trở lại bản thân. Thế đối với chị trong cái hành trình mà nuôi dạy con như này á, đâu là những cái thứ mà chị muốn chia sẻ với những bố mẹ để mà thực sự là người ta dạy nuôi dưỡng được những cái người con tốt? Một số cái tạm gọi là cái bí quyết thành công hay bí quyết dạy con gì đấy mà chị đúc kết trong cái hành trình này là gì chị? Thực ra thì chị nghĩ là cái này nó cũng nằm trong những cái keyword mà nãy giờ chị có chia sẻ đó. Nó cũng sẽ không có một cái bí quyết nào gọi là quá đặc biệt, hoặc là nó là một công thức chung. Chị nghĩ nó không phải là như thế. Mà nó thực sự là nó phụ thuộc vô mình hiểu con mình là ai, tụi nhỏ nó có những cái đặc tính gì. Đó là cái lý do vì sao về chị nói là thuần tự nhiên á. Thuần tự nhiên theo chị trong cái việc dạy con đó là hiểu tụi nhỏ. Từ nhỏ thì ví dụ như là bạn bú sữa bình, bạn bú sữa mẹ, bạn phải đút từng muỗng sữa, thì thực ra đó là thuận theo tự nhiên rồi, tức là theo cái khả năng, theo cái khả năng của con mình, chứ không thể là áp đặt được. Nhưng mà chị thấy cái điều thú vị trong cái nghề làm cha mẹ này thì nó nằm ở cái chỗ là mình được học, mình được lớn lên, mình được trưởng thành hơn mỗi ngày cùng con cái. Nó cũng giống như bất kỳ cái nghề nào, chúng ta cũng trưởng thành hơn trong cái nghề nghiệp của mình mỗi ngày. Nhưng mà cái nghề làm cha mẹ thì nó thú vị ở cái chỗ là tất cả những cái thứ mà mình nói đó, nó là niềm vui, nó là đam mê, nó là sự tận hưởng, nó là thành công, vân vân, thì nó đầy ắp mỗi ngày luôn. Và con cái nó là một cái liệu pháp tinh thần cho chúng ta để bước chúng ta ra khỏi những cái stressful khác. Thì đó là những cái giá trị mà chị nhận thấy là vô cùng tuyệt vời. Đấy là một cái điều nó rất tuyệt vời. Bởi vì chị nhìn thấy là con cái là nguồn động lực để thoát ra khỏi stressful. Bởi vì có những cái người khác nghĩ là con cái là một gánh nặng, hay là con cái là một cái thứ gì đấy mà mình phải lo cho nó, mà nó gây mất năng lượng. Đấy là một cái góc nhìn rất hay của chị. Có cái tư duy hay là những cái thói quen, những cái hành động gì đấy mà chị tin là, hoặc là cái khóa học nào đó, có thể là coaching hoặc một số học mà chị tin rằng vậy, nó sẽ giúp cho những cái bố mẹ trong việc nuôi dưỡng con tốt hơn. Thú thật đó là khi mà tham gia cái K21 vừa rồi của BCI về coaching, cái điều đầu tiên ở trong đầu chị luôn mà chị có chia sẻ với ông xã chị khi ngồi bên cạnh đó là cái này là em ứng dụng cho Milo Vanilla tốt nhất nè. Nên chị nghĩ là cái phương pháp coaching có thể là nhiều người biết rồi nhưng chưa gọi tên được, cũng như là giống như nãy con nói chị đó, và cũng chưa có cấu trúc hệ thống hóa nó lại mà thôi. Cho nên là cái việc coaching không phải là mọi người gọi nó là một cái nghề hoặc là một phương pháp trong quản lý điều hành, mà thực sự nó là ứng dụng rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống của chúng ta. Khi nói chuyện với một người bạn, một người trẻ họ đang lay hoay, khi gặp một bạn intern đến phỏng vấn, khi gặp một bạn đến thử việc, khi gặp một đối tác khách hàng, trời ơi, tức là đặc biệt là trong cái nghề mà làm event của chị á, khi mà chị học xong cái khóa đó, chị về chị coi là cái brief form, tức là cái questionnaire của mình á, thì chị thấy có quá nhiều thứ mà mình có thể cải tiến được luôn. Từ cái việc mà đặt câu hỏi cho khách để tìm ra được thực sự cái mục tiêu của họ là gì mà họ không cảm thấy khó chịu. Thực ra trước giờ chị hay gặp trường hợp mà khách hàng á, họ hay nói là ủa, này là công việc của agency mà, này là công việc của sáng tạo mà, sao các bạn hỏi nhiều vậy? Thì bây giờ ok, chị đã có cái công cụ của nó để có thể hỏi khách hàng để cho họ thực sự tìm ra được mục tiêu và giải pháp. Còn mình là người thực hiện thôi, chứ thực ra không phải là agency, hay là nói chung là event agency là một cái thứ gì đó mà nó công cụ diệu kỳ để có thể giải quyết được tất cả những nhu cầu của họ, mà tự họ phải đưa ra được giải pháp, còn mình là người thực hiện nó thôi. Thì chị thấy quá hay trong cái điều là mình có thể ứng dụng được mọi cái trường hợp diễn ra trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Đó chính là coaching. Rất thú vị khi mà nghe thú vị. Chị thử ứng dụng không chỉ cho con, cho cả công việc, cho cả khách hàng, thì đấy là cái thứ rất là tuyệt vời. Hôm nay nó mở mang cho em thêm nhiều cái
cái ứng dụng mới trong về coaching từ cái câu chuyện của chị. Và cảm ơn chị Thư rất nhiều đã thực sự dành thời gian với em cùng cà phê và chia sẻ với những các bạn trong chương trình. Xin cảm ơn chị Thư. Chị cũng mong là những chia sẻ của mình ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn đang xem chương trình hiểu ra được có những thứ rất là tuyệt vời ở trong cuộc sống mà mình không biết đó thôi. Mình không biết những gì mình không biết, đúng không? Một cái công cụ mà mọi người có thể tham khảo để ứng dụng trong cái cuộc sống của mình để trở nên tốt hơn, đó chính là coaching. Dạ, cảm ơn chị Thư và Công rất là biết ơn chúng ta đã dành thời gian ở đây cùng với Công, cùng với chị Thư để xem xuyên suốt cái chương trình. Và Công mong rằng là đấy, qua câu chuyện chia sẻ thật của chị Thư về dạy con này, về điều hành công việc này, về làm việc với khách hàng, thì nó giúp chúng ta có thêm được niềm cảm hứng cũng như là những cái ứng dụng thực tế từ việc coaching áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta để chúng ta nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình. Hẹn gặp lại tất cả chúng ta trong các số sau nhé. Rồi, chào tạm biệt. Chào mọi người.